Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9, bà BV, nhân viên đưa rước học sinh trường quốc tế Tesla, đã bị một bảo vệ ở đây đánh. Sự việc khiến một số khách quán cà phê gần đó phải vào can ngăn mới được dừng lại. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà V cho biết bà là bảo mẫu của trường quốc tế Tesla. Vào khung giờ trên, sau khi đưa học sinh về, bà gọi cửa trường mãi nhưng không thấy ai mở cửa. Mãi sau, ông A, là bảo vệ, mới ra để mở cửa. Theo bà V, rất nhiều lần bảo vệ này đã đóng cửa như vậy và để bà phải ngồi đợi một thời gian lâu ở ngoài. Lần này, sau khi bà đập cửa và ông bảo vệ mở cửa cho bà có nói với ông, sao lần nào cũng vậy, lần nào cũng để nhân viên chờ đợi cửa. Trách nhiệm bảo vệ, anh phải ở đây, lúc nào nhân viên về hết thì anh muốn làm gì thì làm. Sau đó, hai người tranh cãi qua lại rồi ông A đánh khiến bà phun máu mũi, chảy máu miệng. Sau đó, người này đạp vào ngực bà V khiến bà choáng, ngã xuống sân. Trong thời điểm bảo vệ đó đánh bảo mẫu V, có người là nhân viên của trường, phụ trách nhân sự, có mặt và biết sự việc xảy ra. Khi gia đình bà V và công an phường 13, quận Tân Bình tới thì bà V mới được đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, sau khi được chụp phim, bà V được xác định bị gãy cánh mũi. Chiều tối ngày 10 tháng 9, trao đổi với phóng viên, đại diện trường quốc tế Tesla xác nhận sự việc xảy ra tại trường vào chiều tối ngày 9 tháng 9, sau khi bà V đưa học sinh về và quay trở lại trường lấy xe để về nhà. Theo đại diện trường, ông A là nhân viên bảo vệ được trường thuê qua công ty bảo vệ Zuki. Công ty bảo vệ này đã cung cấp dịch vụ bảo vệ cho trường đã 3 năm nay và đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc đáng tiếc này, người này cho hay. Đại diện nhà trường cũng cho biết trường đã làm việc với công ty bảo vệ Zuki về trường hợp này. Trường này cũng đã tới thăm hỏi, động viên bà V điều trị những tổn thương do vụ việc gây ra.